sao để luyện speaking trong tiếng Anh y khoa hay khoa? Ok, vậy thì luyện speaking là một cái kỹ năng mà mình phải nói là nó khá là thú vị khi mà luyện, là bởi vì đó là mình sẽ phải sử dụng cái vốn tiếng Anh của mình, mình dùng nó thuần thục đến mức mà mình có thể nói ra được mọi thứ mà mình đang suy nghĩ trong đầu. Thực sự ra luyện speaking là luyện một chuỗi những cái thứ khác nhau. Các bạn sẽ luyện cái cách sử dụng từ, các bạn có thể luyện pronunciation, các bạn có thể luyện là cái sự lưu loát của mình trong khi nói, tức là fluency, và các bạn cũng có thể luyện grammar. Thì tất cả mọi cái đó là sẽ có một số cái cách thức mà các bạn có thể sử dụng để mà luyện tập được. Đối với mình thì mình sẽ recommend cho các bạn ba cách thức mà mình hay sử dụng. Thì ba cách thức đó bao gồm, thứ nhất là các bạn có thể shadowing lại một cái video ở trên mạng chẳng hạn. Mọi người có thể lấy một cái video trên YouTube về một cái chủ đề gì mà mọi người bạn thích, không phải là chỉ về y khoa không, mọi người bất cứ chủ đề nào mà các bạn thích là đều có thể sử dụng được. Sau đó các bạn sẽ bấm cái video đó play và nó sẽ bắt đầu play. Khi mà mỗi câu nó kết thúc, bạn sẽ bấm pause để mà mình lặp lại cái câu đó, và rồi sau đó mình bấm play tiếp nữa cho một câu tiếp theo tới, và rồi sau đó mình bấm pause tiếp nữa, chẳng hạn như vậy. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai mà bản thân của mình rất là thích, đó là sau khi shadowing được một thời gian rồi đó, những cái video mà mình cực kỳ thích mình bắt đầu ăn nó vô trong đầu luôn, thì bạn có thể ngay lập tức lúc mà mình đang bấm play đó, là mình có thể nói theo luôn từ đầu đến cuối mà không cần phải bấm pause. Cái đó dĩ nhiên là nó advance rất là nhiều, và mình chỉ khuyên các bạn rằng là khi nào mà các bạn đã vững cái đầu tiên rồi thì hãy cố gắng thử cái thứ hai. Còn cái thứ ba là một cái phương pháp hơi bị dị của mình, mình hay áp dụng cái phương pháp đọc rap để mà mình học tiếng Anh đi qua. Có một số bài rap ở trong tiếng Anh rất là hay, và mình muốn rap lại được cái đó thì mình sẽ phải luyện tập. Cái luyện tập đó nó làm cho cái pronunciation của mình nó lên rất là nhiều, và đó chính là một trong những cái cách rất là hay để mà luyện pronunciation trong tiếng Anh đi qua mà mình đã tìm ra. Ok, thì đó chính là ba cách để mình luyện cái pronunciation trong tiếng Anh y khoa. Tuy nhiên, mình cũng hiểu được rằng là có một số bạn là muốn học với lại một người chỉ dẫn hay là một người teacher hơn, thì điều đó cũng có thể được. Bởi vì là ở trong giữa tháng 5 này chúng mình sẽ có mở một cái khóa speaking qua cả Medic chúng mình. Cho nên nếu như mọi người có nhu cầu thì xin hãy check it out nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye.